Chào mừng đến với trang trang đêm không có một của tuyển dụng tôi. Những người bạn này chờ sẵn trong đó rồi. Hai trò ngày này chờ lâu lắm rồi đúng không? Để xem hôm nay gì nào. Hôm nay tôi sẽ ăn bắp phô mai. Các pro có thể mua bắp tách sẵn hạt trong siêu thị hoặc là bắp luộc sẵn ở ngoài hàng rồi về tách hạt đều được nha. Tiếp theo thì chúng ta cần có bơ lạc. Và dĩ nhiên là không thể thiếu phô mai sợi. Món này thì ai hay ăn thịt nướng Hàn Quốc chắc là cũng không cần xa lạ gì ha. Và giờ thì sẽ là phiên bản nhà làm từ đầu bếp tiểu ăn dụng tôi. Giờ thì bắt tay vào làm thôi. Cho nồi bắp đã luộc chín tách hạt lên bếp. Thêm một ít bơ lạc. Nếu mà ai không có bơ lạc thì có thể sử dụng bơ tường ăn cũng được nha. Thêm một chút mayonnaise, một chút đường, một chút muối. Rồi giờ cùng đợi cho mọi thứ tan chảy và hòa quyện với nhau nha. Để mọi thứ tan lẹ hơn thì tôi sẽ lấy đũa khuấy khuấy. Như vậy cũng sẽ đỡ bị khét dính đáy nồi nữa. Mà chảy như thế này là được rồi nè. Cuối cùng là cho phô mai lên. Cho thật là nhiều để phủ khắp mặt bắp nha. Để nắp lại và chờ cho phô mai bao trọn lấy từng hạt bắp. Wow, tôi nghe mùi thơm của phô mai khắp phòng rồi á. Để mở ra kiểm tra thử. Ý, thành công rồi nè. Nhanh tay lấy xuống ăn thôi. Chiếc bụng của tôi không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Xịn ghê, nhìn giống như là viện phô mai ở Duki với lại Spicy Box vậy đó. Lần nào tôi đi ăn với họ bạn cũng phải kêu một việc ăn cho đã cái nư nè. Nhâm nhâm. Ngon, siêu ngon. Bắp thì giòn ngọt mọng nước, phô mai thì béo ngậy thơm lừng. Có thêm một chút mặn mặn của muối nữa. Mọi thứ hòa quyện với nhau ăn rất là bánh cuốn luôn. Ăn với tương ớt thì lại khá giống với bắp xào nha. Ai nghiện phô mai như tôi thì không thể bỏ qua món này. Làm cực kỳ đơn giản mà ăn rất là ngon lành cành đào. Bảo đảm không làm mọi người thất vọng đâu. Món này thì hội đủ 3 yếu tố, ngon, bổ rẻ luôn nè. Phòng của tôi lạnh quá nên là phô mai đông lại hơi nhanh rồi. Nhưng mà không sao, vẫn ngon lành. No đê rồi, đi ngủ thôi. Mọi người ngủ ngon, bye bye. Chào mừng đến với căn cứ ăn đêm không có một của tuyển dụng tôi. Những người bạn đã chờ sẵn trong đó rồi ha. Rồi này chờ lắm rồi đúng không? Để xem hôm nay gì nào. 500 anh em cùng 10 cây xăm giang của tôi đâu hết rồi. Hãy cho tôi thấy cánh tay của mọi người đi. Hôm nay tôi sẽ ăn mì gà cay phô mai bún lại chi. Bao bì lần này thì có màu vàng và cam đúng chất chi trừ. Bắt nước sôi luộc mì và xúc xích thôi nè. Khác với loại mì phô mai thông thường của Samyang thì loại này có tận 4 loại phô mai: mozzarella, cotta, cheddar và camembert. Ai là tín đồ mì phô mai như tôi thì không thể bỏ qua nha. Mọi người hay hỏi là mấy món tôi ăn mua ở đâu, cho nên là tôi đã tạo một đường link để những sản phẩm đó ở trên bio á. Các pro cứ click vào để tìm mua nha. Nước sôi quá rồi, nhanh tay lấy xuống thôi. Do là tôi ăn cay không có giỏi nên là chỉ cho một ít sốt thôi. Chứ cho hết gói sốt thì đêm nay tôi nghỉ ngủ vì bị nóng bao tử á. Ái chà chà, mới trộn vậy thôi mà tôi đã nghe mùi cay nồng nặc rồi. Nồng hơn những phiên bản trước rất là nhiều luôn. Có bột phô mai siêu nhiều luôn nè, lại còn thơm nữa. Chắc là cho thêm một ít nước ấm vô nha. Các pro còn nhớ bí quyết trộn mì Samyang ngon không nè? Đó là phải cho một xíu nước á. Do là phô mai hơi nhiều nên là trộn cũng thấy đặc và nặng tay hơn hai phiên bản phô mai bình thường nữa. Cho nước vô thì nó sẽ đỡ hơn. Ăn cay quá uống sữa tươi thì sẽ bớt cay. Nên là tôi cũng thủ sẵn một bịch rồi nè. Em ready cho bữa ăn cay này rồi. Giờ thì ăn thôi. Eo, cay quá luôn á. Tôi thấy nó còn cay và mặn hơn cả vị truyền thống nữa. Uống miếng sữa mới được chứ, cay quá cay. Vì là mix bún lại phô mai nên là em này có vẻ là béo hơn. Chứ còn về vị thì tôi thấy không có khác gì mấy so với bản chi hay là bản double chi á. Hôm bữa ăn mì cay với rong biển thấy ngon quá cho nên là hôm nay tôi mua thêm một hộp nữa để ăn kèm nè. Lần này thì tôi sẽ bớt vụn rong biển cho vô mì luôn á.
Do phô mai đặc mà sợi mì thì dài quá cho nên là nó cứ dính dính làm sao á. Phô mai thì béo rong biển mặn mặn và thơm thơm, xúc xích thì luôn luôn ngon. Xin nhắc lại thêm một lần nữa là em thấy cay ghê luôn á. Càng ăn về sau thì bụng tôi lại càng nóng nóng lên. Ai mà có ý định ăn thử món này mà ăn cay không giỏi như tôi thì chắc là cho ít sốt thôi nha, chứ không là thét ra lửa thiệt sự á. Nó đây rồi, tôi dọn dẹp rồi đi ngủ đây. Mọi người ngủ ngon, bye bye. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube Mật Ngọt TV của tụi ăn bụng tôi nha.